xíu sẽ lại gần đó quay các bạn coi chỗ khu đó đứng đó các bạn ơi. Có khúc này sẹp mình tính đợi các khúc sẹp mà chắc anh trẻ khúc đó lại đó quay luôn các bạn, nó cũng có sẹp mới coi khúc sẹp hay hơn. Nó lâm mà chịu nhật thì cũng lâu mới gặp lần anh em ơi. Đồng này thì mới có đồng, mấy cái đồng này mới có nhật coi chứ ở An Giang này bây giờ cũng hiếm rồi các bạn, không có ít nhiều hàng lắm. Toàn chạy dịch giữa các bạn ơi, hàm kìa, tinh thiên một địa chưa. Bây giờ 70 lên hàm 95 cũng nhiều nha anh em. Rồi chạy lúa ngang thì được chứ chắc luôn, nhật phải xe không nổi các bạn ơi, chắc nặng lắm. Chịu gì nổi. Lâm còn chạm trong gì trong gạch nào động cơ ta 95 mã lực mà ấy, còn kia có 70-69 mã lực rồi nghe nè, chạy xong sẽ nổi cho lối nhật này, lối sập sập này chắc chết luôn quá. Lại gai, lại gai không có gấp hai nè cũng được, máy này chạy gì cũng ngon lắm các bạn ơi. Hỏi gồm sao ghê không, 95 bây giờ nó rẻ 70 lắm à, mấy anh em. 95 bây giờ hàng nó rẻ nhưng mà An Giang ít ai xài, ít người xài nha các bạn. 70 xài nhiều, còn ở dưới An Giang này không biết gì sao. Giờ cũng giọt lắm nè, nó đứng vậy cũng dữ lắm, vô vô giỡn đâu. Rồi đang chạy giữa anh em ơi, loại lại tới thì cũng được 345 chà bá anh em ơi, lam nào lam 345 nhưng mà bằng còn 70 chỉ 565 rồi, kinh thiên đụng địa. Đây cái đường gạ dư rất là dữ à. Khúc này thì hơi đứng hơn khúc bên kia mình quay các bạn, và anh vẫn đứng hồi nãy thì nó là sập nhiều hơn ở đây, bên đây thì sập ít nè anh em. Ok kìa, ghê chưa, thì lúa nhật nha anh em, không phải lúa ngang nha. Lúa nhật thì nó dai, ăn chừa ra các bạn ơi, chừa cũng to lắm chứ không phải chừa dừa đâu nghe các bạn. Đó, vô anh trẻ với là chạy rất là mau các bạn ơi, nói chung trẻ trẻ gì chạy nó mau hơn thì em ơn mình nó lâu. Mấy chiếc này thì chắc động cơ qua 3.300 quá anh em. Thì gần thấy đời cuối, đời mới á, nó mới đời 3.300 nha anh em. Trời ơi, mưa nặng anh em ơi. Trời ơi, dính ơi, dính cả đất đấy các bạn. Đó, này ra đạp nè. Dính nãy dính nữa đó anh nặng, suốt dây rồi đó anh em, à, dính nữa nè anh em, à, chắc này dính nhẹ nó gớt thấy không, còn nhiều quá nó không gớt anh em ơi. Rồi mới kéo kìa, kéo chưa chịu vô đâu mà kéo này cũng chịu chơi lắm, chuyên nghiệp không, ghê không. Rồi kéo nó ra, ủa sờ này cao nha anh em, từ ngày 70 mà làm dài rất là cao. Một anh em xuống lấy lúa, lúa này nặng lắm các bạn ơi. Bao này nặng hơn lúa ngang đâu, bao đâu giờ chục ký lô gì đâu. Nó màu thân hơi sọc còn nặng dữ nữa. Đây, tiếp tục cuộc hành trình 100 ở 90DC95 Blue GM Blue gì nè. Chuyến lúa Nhật ngã bom bom. Còn Mỹ hái còn đất Kiên Giang. Ghê không?
con này thông số mình, mấy con này thông số nó thì nhầm con nha Nam, thông số mấy con đời sau này thì nó quơi 3.800, còn mấy con đời đầu thì nó bơi 3.300, bơi 3.800 là 2.600 dòng trên phút. Rồi để ra các bạn ơi, rất là hàng rất là to các bạn. Rồi qua kìa, rơi máy này qua cua rơi các bạn, máy này bơm mạnh á. Rồi máy này chắc cũng mạnh lắm anh em, phải dặn dừa đâu nghe anh em. Cơm làm ra rất là dữ dàng ra điều anh em, mà có hơi nó hơi dính cục kia chút à. Tại này lúa Nhật hay không sao không biết, lúa ngang chắc không có đâu. Rồi vô nè anh em, anh chịu vô rồi nè, vì để chắc kéo thẳng vô luôn rồi. Rồi ba đất anh em ơi, hơi đuối nha, cái tàu có chớn là chạy một vị hàng cho các bạn coi luôn. Đây là nó kéo qua dùng chạy ghê anh em, một số anh em phái nó cắt mua chằng này, nó cắt mua dùng anh em phái không. Chạy cũng dữ lắm các bạn ơi, động cơ này động cơ gì nó giòn khấu à. Với mấy cái kia nó nghị nghị nhỏ chứ này các bạn, bởi vì ảnh kéo ở đít không à, dưới này chở ghê không, xa lắm anh em, kéo vô tới trong kia luôn các bạn, trong bờ 500 mét gì đó. Còn đó có 95 nó quay rồi anh em ơi. Giờ chiếc này mình quay cho anh em coi tiếp theo. Rồi một hai đường nó xong các bạn, cái này đồ đạc thì thấy cũng còn ngon lắm nha Nam. Mấy con bên thường này chạy đất lầy hay lắm, đất sập mà lầy đồ nghiêng qua nghiêng lại rồi nó bên thường chị ngon lắm nha Nam. Còn mấy con không bên thường thì nó hơi đuối, nó hơi dở hơn. Quá bụi anh em ơi, bụi này bắt lai mà một cái ngứa má nhìn không ra luôn các bạn ơi. Bây giờ nó lai lai nó còn đỡ đỡ, với lúc mà mới mà ra lúa Nhật nó còn dữ lắm anh em. Rồi qua cua kìa, trời ơi ghê không, qua gieo gieo không, nói chung mà giới anh chị ghê thì các bạn, nó qua cua vô và dạt qua cua quéo quéo liền. Đất này nó khô anh em ơi, nó khô cứng nhắc à. Nói chung là anh em chạy đi là không có dốc dò đâu, đắng cứng nhắc à, như xe rồi nhựa đó các bạn ơi. Thì nó đất cứng này không phải là nó cứng mà chạy đồng bánh lúng này, con này là anh em chạy có khi cái bánh nó xích nó, cái mấy cái gai nó chưa nhắn lúng tới dưới rồi các bạn, chưa hết gai nó cũng nhắn nhưng mà nhắn nhẹ thôi. Còn có đất cứng vừa vừa thì nó dễ chạy hơn, đất này chạy thì nó nhồi cập luôn á, cái này cứng ghê đó anh em. Rồi thì quay các bạn tham khảo con chúng ta chạy lúa Nhật ha, thì đợi bữa khác mình xuống mình săn tiếp. Bây giờ mình sẽ đi săn kiếm những con máy khác săn cho bạn coi, thì cái này anh còn cắt nhiều đó mình không phải săn hoài cho bạn được. Rồi cảm ơn các bạn xem video của mình.